Dạ chị xem nửa mặt làm rồi và nửa mặt chưa làm của mình chị. Chờ khác hẳn luôn em ơi. Dạ. Cái nửa bên đây á, chị làm xong rồi á, chị thấy nó căng mà nó không còn bị chảy xề nữa. Cái vết nhăn chân chim nó không còn nữa. Với là cái cung chân mày nó được nâng lên á. Dạ. Nhìn thon gọn hẳn luôn đó em. À, chị thấy có thấy cái phần rãnh cười của mình nó giảm đi nhiều luôn ạ. Ừ. Dạ. Đấy cái hiệu quả này nó chỉ được từ 15-20% thôi chị ha. Từ từ cái lượng collagen sẽ tăng sinh nhiều hơn. Thì sau 3 tháng chị sẽ thấy hiệu quả rõ nhất ạ. Dạ bác sĩ ơi, bác sĩ chia sẻ thêm cái công nghệ của chị Lụa đang làm là phương pháp gì đúng không ạ? À, hôm nay thì chị Lụa có làm cái công nghệ đó là công nghệ nâng cơ căng da, trẻ hóa da bằng O-therapy. Dạ. Thì đây là cái công nghệ mà nâng cơ trẻ hóa da tốt nhất hiện tại. Thì trong quá trình làm đó, mình đã tập trung vào nâng cơ rất là nhiều ở cái vùng đường viền hàm của chị để mình tạo cái đường viền hàm sắc nét, làm giảm cái phần chảy xệ của chị ở cái vùng má này. Và thứ hai là mình tập trung nâng cơ, mình kéo cái phần rãnh mũi má tập trung lên để làm cho nó tăng sinh collagen, làm săn chắc da và làm cho bớt cái vùng rãnh mũi má. Thứ ba là mình đã tập trung mình làm trẻ hóa cái vùng xung quanh mắt để làm giảm cái nếp nhăn chân chim, giảm cái nếp nhăn vùng dưới mắt, và mình đã tập trung sử dụng O-therapy để nâng cái cung mày lên để làm cho cung mày tươi hơn, mắt mình nó tươi trẻ trung hơn. Chị Lụa ơi, thì trong quá trình chị làm chị có cảm giác đau hay là khó chịu gì không chị? Không, chị không thấy đau gì hết. Mà bác sĩ làm vừa nói chuyện với chị. À, chị rất là vui. Dạ, thì để không làm mất thời gian của bác sĩ cũng như là của chị Lụa nữa thì em xin phép mời chị và mời bác sĩ tiếp tục làm liệu trình ạ. Dạ, mình nằm xuống mình làm liệu trình chị ha. Cả nhà ơi, cả nhà có thấy khác biệt lớn đúng không ạ? Để có một làn da săn chắc cũng như là trẻ trung như chị Lụa thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin cho trực tiếp BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.